Thưa quý vị, thưa các bạn, luật số 71/2014/QH13, gọi tắt là luật 71, là luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế có hiệu lực từ năm 2015, trong đó quy định chuyển mặt hàng phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế suất 5% sang thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Hơn 5 năm đã đi qua, điều luật này tưởng như sẽ có lợi cho doanh nghiệp và nông dân, nhưng giờ lại đang trói chân chính họ. Vì sao mặt hàng phân bón thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng mà giá thành sản xuất lại tăng? Vấn đề ở đây là khi không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu, dịch vụ dùng cho sản xuất phân bón. Khi đó, doanh nghiệp phải tính phần thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ này vào giá thành sản phẩm để xây dựng giá bán, dẫn đến không giảm được giá bán cho nông dân. Trong khi đó, với chi phí nguyên liệu sản xuất thấp lại được hưởng lợi thế về thuế nhập khẩu ưu đãi. Phân bón nhập khẩu từ các nước như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia đang đổ bộ vào Việt Nam, gây bất lợi cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước khi phải cạnh tranh với nhiều loại phân bón nhập khẩu ngay trên sân nhà. Nông nghiệp luôn được xác định là trụ đỡ cho nền kinh tế lúc khó khăn, nên tại thời điểm này, khi cả nhà sản xuất và người nông dân đang gặp khó, thì rất cần những giải pháp mang tính tổng thể. Nếu như phân bón mà nằm trong danh mục chịu thuế với thuế suất 5%, thì khi đó cái thuế giá trị gia tăng đầu vào nó được khấu trừ, thậm chí có thể dẫn đến được hoàn thuế. Nhưng khi mà chuyển sang là không chịu thuế, thì cái thuế giá trị gia tăng đầu ra thì không tính, nhưng mà đầu vào thì lại không được khấu trừ. Nên là nó phải đưa cái đầu vào không được khấu trừ ấy vào chi phí kinh tế thu nhập doanh nghiệp, và như vậy nó đẩy cái giá thành của lĩnh vực sản xuất phân bón lên. Cứ tưởng như là mình quy định là đưa vào diện không chịu thuế thì có lợi cho sản xuất và có lợi cho người nông dân, nhưng trên thực tế thì nó lại ngược lại. Nguyên liệu sản xuất phân bón trong nước không thấp, giá than, giá khí không giảm, cộng với việc không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời phải cạnh tranh khốc liệt với phân bón nhập khẩu về giá, nên nhiều nhà máy sản xuất phân bón phải cắt giảm công suất, giảm giá bán sản phẩm tối đa để cạnh tranh. Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí PVFCO Đạm Phú Mỹ cũng vậy. Từ năm 2015 đến nay, khi phân bón không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, Đạm Phú Mỹ không được khấu trừ hơn 1.630 tỷ đồng tiền thuế, buộc phải tăng giá bán, khiến khách hàng, người nông dân chịu thiệt. Dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới hầu hết các ngành nghề kinh tế, riêng với sản xuất phân đạm do được hoàn toàn chủ động từ khâu nguyên liệu, sản xuất đến thị trường. Những tưởng đây là thời điểm vàng để vực dậy ngành sản xuất này, tuy nhiên lại không phải vậy. Hiện tại là đang không áp dụng thuế VAT, cho nên là doanh nghiệp không được có cái phần liên quan đến hoàn thuế, làm tăng giá thành sản xuất của doanh nghiệp. Nếu mà bà con nông dân muốn được hưởng chế độ này thì nên áp dụng là 0% hoặc 5% để doanh nghiệp có hoàn thuế. Thì cái phần đó thì cái giá thành sản xuất sẽ được giảm lại. Phần thứ hai là cũng là tạo cái kênh với đối với mặt hàng mà trong nước chúng tôi có cạnh tranh trực tiếp với hàng nhập khẩu thì nó một cách nó hài hòa hơn. Bởi vì phía nước ngoài không chịu thuế VAT, trong khi đó thì chúng ta lại không được hoàn thuế. Thực tế những năm gần đây cho thấy lượng phân bón nhập khẩu tăng mỗi năm hàng trăm nghìn tấn là một minh chứng cho tác động ngược của luật số 71, vừa kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước, vừa gây thiệt hại cho người nông dân. Chỉ có các doanh nghiệp kinh doanh phân bón nhập khẩu là hưởng lợi nhiều nhất. Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau cho biết, mỗi năm đạm Cà Mau không được khấu trừ gần 350 tỷ đồng tiền thuế, buộc phải đưa vào giá bán và người nông dân chịu thiệt thòi. Để nâng cao tính cạnh tranh, thu hút khách hàng thì ngoài việc đảm bảo chất lượng, nhiều giải pháp khuyến mãi cũng đã được đưa ra. Nhưng theo đại diện của đơn vị này, đây chỉ là một biện pháp tạm thời, nó sẽ không mang tính lâu dài và triệt để cho ngành phân bón trong nước. Cái ngành phân bón là một cái ngành phụ thuộc rất nhiều yếu tố, phụ thuộc vào yếu tố đầu vào như là cái giá dầu, giá khí, phụ thuộc vào yếu tố đầu ra như là giá nông sản và điều kiện thời tiết. Do đó với cái điều kiện nếu như mà không được khấu trừ VAT thì lại tăng thêm một cái gánh nặng nữa đối với doanh nghiệp khi mà giá thành sản xuất tăng cao, không thể cạnh tranh được với hàng ngoại nhập, và đồng thời nữa cũng không có một cái cơ hội để chúng tôi có được những cái chương trình xúc tiến thương mại hỗ trợ bà con nông dân một cách tích cực hơn để trong cái việc mà tiêu thụ sản phẩm cũng như là thực sự là đóng góp cho cái nguyên liệu cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Hiện mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng gần 1 triệu tấn phân bón, nhưng lượng nhập khẩu là khoảng 4 triệu tấn. Con số này sẽ chưa dừng lại tại đây nếu những khó khăn tồn tại của ngành phân bón trong nước không sớm được tháo gỡ. Việt Nam là quốc gia nông nghiệp, việc phụ thuộc vào nguồn phân bón ngoại nhập vừa tiềm ẩn rủi ro, vừa gia tăng chi phí cho nông dân. Các chuyên gia kinh tế và nông nghiệp đã đưa ra cảnh báo, chính sách thuế có nguy cơ đẩy ngành sản xuất phân bón Việt Nam đi thụt lùi, ngược xu thế, từ những doanh nghiệp sản xuất phân bón có công nghệ hiện đại khi không có sự tái đầu tư sẽ trở nên bị lạc hậu,
mất thị phần chính trên sân nhà. Do đó, việc sửa đổi đưa phân bón trở thành mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng chính là một giải pháp hỗ trợ thiết thực và đặc biệt quan trọng trong lúc này.